Xin chào bà con. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về một bài hát đã làm mưa làm gió trong cái thời gian vừa qua. Mà thực sự là cái bài hát này nó cũng làm mình bị ám ảnh vô cùng. Và hôm nay mình quyết định chia sẻ về nó. Một cái bài hát rất dễ chơi thôi. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi bài hát đấy ngay bây giờ. Chúng ta bắt đầu đi. Bạn muốn mua tivi, đến điện máy xay, đến điện máy xay. Bạn muốn mua tủ lạnh, bạn muốn mua tủ lạnh, đến điện máy xay, điện máy xay. Máy lạnh máy giặt, máy lạnh máy giặt, đến điện máy xay, điện máy xay. Điện máy xay ua ua ua, điện máy xay ua ua ua. Ok. Trong cái bài này của chúng ta thì gồm 4 hợp âm các bạn nhé. Thì hợp âm thứ nhất là hợp âm rê trưởng, đấy, viết tắt là D. Và cách ấn thì như sau. Chúng ta sẽ dùng ngón trỏ để ấn vào dây 3 ngăn 2 này. Ngón đeo nhẫn thì ấn vào dây 2 ngăn 3. Còn ngón giữa ấy, thì ấn vào dây 1 ngăn 2. Đấy. Và chúng ta sẽ không gảy vào dây 6 và dây 5. Không bao giờ được gảy vào đấy. Hợp âm tiếp theo là âm la trưởng. Thì la trưởng thì chúng ta sẽ có là ngón giữa này thì ấn vào cái dây là dây 4 ngăn 2 này. Còn cái ngón áp út ấy thì ấn vào dây 3 ngăn 2, ngón út thì ấn vào dây 2 ngăn 2 và không gảy vào dây 6 nhá. Chúng ta chỉ gảy từ dây 5 đổ xuống thôi. Hợp âm tiếp theo là hợp âm si thứ. Hợp âm này là hợp âm khó trong cái bài này này. Thì nó bởi vì nó khó bởi vì nó là hợp âm chặn. Đấy, những bạn mới tập thì sẽ phải rất vất vả. Còn những bạn nào quen rồi thì rất là dễ thôi, không có gì cả. Thì cái hợp âm này chúng ta sẽ chặn từ dây 5 dọc xuống dây 1 bằng ngón trỏ thôi. Và chúng ta chặn sát phím đồng. Đấy, thẳng tay lên. Sau đó thì chúng ta dùng ngón giữa này để ấn vào dây 2 ngăn 3. Và ngón đeo nhẫn thì vào dây 4 ngăn 4. Thế còn ngón út thì vào dây 3 ngăn 4. Đây. Hợp âm này thì chúng ta cũng không được gảy vào dây 6 nhá. Ok, hợp âm cuối cùng là hợp âm son. Thì ở son này thì chúng ta sẽ sử dụng đây. Ngón giữa thì ấn vào dây 6 ngăn 3. Ngón trỏ ấn vào dây 5 ngăn 2. Ngón đeo nhẫn thì vào dây 2 ngăn 3. Và ngón út thì vào dây 1 ngăn 3. Hợp âm này chúng ta gảy cả 6 dây luôn. Còn một ngoài ra có một cái hợp âm mà mình tự đặt thêm thôi. Thì cái hợp âm này thì đặt vào cho nó vui chứ không bài hát thì vốn dĩ không có. Thì hợp âm này đó là hợp âm rê dáng trên rê, thì viết tắt là D dáng trên D. Đây như này. Cần giống rê trưởng nhưng các bạn lùi xuống 1 ngăn là được. Và cũng không đánh vào dây 6 và dây 5 luôn. Ok, đấy là xong phần hợp âm. Các bạn đã sẵn sàng để vào phần quạt chưa? Và chúng ta học quạt nhá. Ok, và mình sẽ đánh thật chậm các bạn nhé. Các bạn cũng cố gắng xem cái tay của mình đánh và đồng thời xem cái mũi tên lên xuống ở dưới màn hình ấy. Thì đầu tiên là hợp âm rê các bạn nhé. Hợp âm rê trưởng này, đấy, ấn xong rồi chúng ta bắt đầu luôn. Thì cái đầu tiên thì chúng ta sẽ gạt vào 4 dây này. Đấy, 4, 3, 2, 1 này, gạt phát thẳng xuống luôn. Sau đó thì chúng ta chặt. Sau đó thì chúng ta lại lên. Xong rồi chúng ta lại lên tiếp lần nữa. Chặt. Lên. Xong rồi xuống một phát thật mạnh. Xong ngắt luôn. Thì các bạn ngắt bằng cái tay trái này. Đấy. Ví dụ như này. Đấy. Để tạo ra cái lực độ cho cái bài hát nó sốc hơn. Đấy. Thì đầu tiên là hợp âm rê này. Mình sẽ đánh chậm này. Mẫu này. Ok, chúng ta chuyển qua hợp âm tiếp theo thôi, là hợp âm la trưởng. La trưởng thì chúng ta bấm như thế này. Đó, và chúng ta cũng thực hiện cái điệu nhạc tương tự như vậy. Chậm hơn nữa này. Ok, và theo cái kinh nghiệm của mình ấy,
thì khi mà chúng ta ấn trong một cái hợp âm có những nốt sẽ bị cấm không được đánh vào. Ví dụ như la trưởng thì sẽ không đánh vào dây 6. Đấy. Thì để mà làm được cái điều đấy thì các bạn sẽ ấn như này, sau đó đưa cái ngón cái lên, đặt hờ hờ vào dây đàn thôi, như thế này này. Thì chẳng may chúng ta mà có quạt vào dây 6 ấy thì nó cũng sẽ không bị ùm lên như này, nó rất là kinh. Thì chúng ta như thế này, đấy, đặt vào này thì nó rất là, nó sẽ hạn chế được cái việc đấy. Đây, chúng ta sẽ sử dụng như sau. Ok. Và tiếp theo đến hợp âm si thứ. Đây, si thứ đây. Và si thứ thì cũng không được dùng dây 6 đâu, nên là các bạn sẽ sử dụng cái đầu ngón trỏ của mình. Đây, để đặt hờ hờ vào dây 6. Khi chúng ta gảy vào thì nó cũng bị câm như thế này, thì âm thanh nó sẽ sạch và đánh mới thành hay được. Đây, và chúng ta cũng thực hiện cái điệu tương tự như vậy. Sau đó cũng ngắt luôn. Cứ một lần đánh là một lần ngắt các bạn nhé. Đấy, đến son trưởng này cũng vậy. Son trưởng thì thả ga đi, son trưởng đánh cả 6 dây luôn. Ok. Sau đó về la trưởng. Ok, sau đó ngắt và lại về dây trưởng. Ngắt. Để chuyển tiếp giữa đoạn 1 và đoạn 2 thì mình có tự ý thêm cái phần bịt dây, kỹ thuật palm mute để làm cho cái này nó thêm lực độ gây sốc hơn. Thì mình sẽ sử dụng kỹ thuật này như sau. Đấy là lúc các bạn thực hiện thì bạn phải dùng cái tay trái của mình này, đặt hờ hờ lên cái dây đàn ấy, để chúng ta xuống lên nó tạo thành tiếng pật pật. Ví dụ nào, pật pật. Đó. Thì cái đoạn này mình sẽ sử dụng như sau. Đó là chặt, sau đó là lên, xuống, lên, chặt, lên. Đấy, và mình đánh nhanh thì nó sẽ tạo thành hiệu ứng như sau. Lại lần nữa này. Ok, thì chúng ta sẽ thực hiện luôn cả cái câu đấy của hợp âm re như sau. Lại lần nữa này. Và bây giờ là đến đoạn 2. Bây giờ các bạn hãy ấn cái hợp âm re nhé. Rồi chúng ta sử dụng tay phải như sau. Đó là xuống, chặt, lên, xuống, lên, chặt, lên. Sau đó lặp lại một lần nữa. Là xuống, chặt, lên, xuống, lên, chặt, lên. Và bây giờ mình sẽ chơi nhanh hơn một chút nhé. Hợp âm re này, bắt đầu vào này. Ok. Và chúng ta cũng chuyển sang hợp âm la và làm tương tự như vậy. Sau đó chúng ta lại trở về hợp âm re và thực hiện kỹ thuật như sau. Xuống, chặt, lên, lên, chặt. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang hợp âm re dáng trên re, gạt lên cái. Sau đó lại chuyển về hợp âm re trưởng. Xuống. Giờ mình sẽ chơi rất chậm thôi. Mình sẽ chơi chậm cả đoạn. Các bạn chú ý nhé. Lại một lần nữa này. Chúc các bạn có một cái buổi tập luyện vui vẻ và mình rất mong sẽ nhận được cái sự phản hồi ở dưới comment của các bạn ở phía dưới. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và share hoặc sub cái kênh của bọn mình để bọn mình có động lực làm thêm nhiều clip hay hơn nữa gửi đến tất cả mọi người. Và xin chào và hẹn gặp lại.